Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Doosan Vina. Sau đây là chi tiết bản tin. Sau hơn 2 tháng hoạt động thử nghiệm giai đoạn 1, nhà trẻ ước mơ Doosan đã chính thức khai giảng khóa học đầu tiên vào ngày 25 tháng 6 năm 2012. Tham dự buổi khai trương có sự hiện diện của ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị, bà Bùi Thị Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Sơn, ông Huỳnh Văn Bạch, chuyên viên phụ trách công tác tổ chức phòng giáo dục đào tạo huyện Bình Sơn, bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên phụ trách cấp bậc mầm non, đại diện lãnh đạo công ty Doosan Vina, các giáo viên trực tiếp điều hành, đại diện công ty Thái Minh cùng phụ huynh và 15 bé của khóa học 1 này. Phòng giáo dục huyện Bình Sơn đã đọc quyết định thành lập trường và quyết định nhập học cho các bé, cùng quyết định công nhận cô Lê Thị Thu Huyền là hiệu trưởng nhà trường. Tôi xin phép công bố quyết định thành lập trường mầm non tư thục ước mơ Doosan. Nhà trẻ ước mơ Doosan được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dạy con cái của cán bộ công nhân viên của công ty. Trường thu nhận các bé từ 2 đến 5 tuổi, mở cửa từ 6:30 sáng đến 6:00 chiều, phù hợp với thời gian đi làm của các bố mẹ. Trường hoạt động dựa trên chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phát biểu khai trương khóa học, ông Kim Quang Du nói: "Đây là một trong rất nhiều chính sách phúc lợi dành cho người lao động của Doosan Vina. Chúng tôi sẽ cố gắng vận hành trường mầm non này một cách hiệu quả và sẽ đưa nó trở thành trường mầm non tốt nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ở Việt Nam." Trường nằm tại tầng trệt khu chung cư Doosan Vina Vạn Tường, rộng gần 100m², được chia làm 3 phòng: phòng sinh hoạt và học tập, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Thực đơn cho các bé được thay đổi theo ngày và theo tuần, đảm bảo dinh dưỡng để các bé phát triển khỏe mạnh. Mỗi ngày các bé được cho ăn 4 lần, sáng, phụ sáng, trưa và chiều. Tại đây, đại diện công ty, ông Kim Quang Du cũng đã phát những phần quà nhỏ là dụng cụ học tập cho các bé nhân ngày khai giảng. Để nuôi dạy các bé, công ty đã tuyển 4 giáo viên mầm non có kinh nghiệm và một cấp dưỡng chăm lo các bữa ăn cho các bé. Toàn bộ chi phí vận hành nhà trường đều do Doosan Vina hỗ trợ 100%. Trả lời câu hỏi của phóng viên DVTV về chương trình hoạt động của trường, tân hiệu trưởng Lê Thị Thu Huyền nói: "Với cương vị là hiệu trưởng của trường mầm non ước mơ Doosan Vina, tôi sẽ hứa là phấn đấu về đội ngũ giáo viên cũng như là các em ở trong trường sẽ cố gắng, đội ngũ giáo viên sẽ thúc đẩy cái quá trình giảng dạy cho đến cái sự chăm sóc để cho đảm bảo được cái các bậc phụ huynh yên tâm công tác để về con. Và chúng tôi sẽ hứa là cố gắng phấn đấu mỗi ngày sẽ đông trẻ hơn đó." Đánh giá về những hoạt động của Doosan Vina cũng như việc đưa vào hoạt động trường mầm non ước mơ Doosan, bà Bùi Thị Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Sơn phát biểu: "Bản thân tôi thấy là cái sự ra đời của trường mầm non ước mơ Doosan là sự cần thiết đối với để tạo điều kiện cho công nhân yên tâm công tác. Và đây cũng là cái môi trường để cho các cháu có điều kiện được học tập hơn là để ở nhà mà thuê người giúp việc. Bởi vì đến trường lớp thì sẽ có cái chương trình của Bộ Giáo dục quy định. Còn về cơ sở vật chất của trường này thì so với những cái trường khác trong địa bàn huyện thì tất nhiên nó phải là thấy cơ sở vật chất là tốt, bởi vì có sự đầu tư quan tâm của công ty." Chị Ngô Thị Bé, mẹ bé Lý Ngô Bảo Ngọc và Lý Ngô Chan Bin chia sẻ: "Kính thưa tổng công ty Doosan, để tạo điều kiện cho tôi được gửi mấy cháu, tôi rất vui khi được nhận gửi con ở đây." Vâng, chị có thể cho em hỏi thêm một điều nữa, đó là lúc mà gửi con ở đây thì chị có yên tâm và chị có suy nghĩ như thế nào khi gửi ở đây và gửi những nơi khác ạ? Tôi rất yên tâm khi gửi con ở đây, nói chung đi làm cũng có giờ giấc ấy, gửi ở đây có điều kiện nhiều hơn, tôi có thể làm ngoài, làm công việc nó cũng ổn định. Thì như vậy, nếu mà so sánh giữa ở trường mầm non ước mơ Doosan và trường các trường mầm non khác ở trong huyện Bình Sơn này, thì chị có suy nghĩ như thế nào về các trường mầm non ở đây ạ? Nói chung thì trường mầm non ở đây thì nó tốt hơn những trường khác,
nên bên đây nó đủ điều kiện hơn. Hoạt động OE được xem là một trong những hoạt động đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình sản xuất kinh doanh của Doosan Vina trong suốt thời gian qua. Ngày 25 tháng 6, CEO đã đi thăm và kiểm tra kết quả xuất sắc của 6 tổ trong hoạt động 3B Hoa Đông 6 tháng đầu năm 2012. Trước thêm lễ trao giải hoạt động OE, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2012, Tổng Giám đốc Han Ha-ryu đã có chuyến viếng thăm 6 tổ xuất sắc trong hoạt động cải tiến 3B Hoa Đông 6 tháng đầu năm 2012. Tham gia cùng đoàn còn có sự hiện diện của Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Kim Yong-su, Giám đốc Khối Cải tiến Sản xuất Kim Byung-wook và các giám đốc 5 nhà máy và khối FSD. Chuyến viếng thăm là hoạt động khích lệ và công nhận thành quả của Ban Giám đốc đối với những tổ có thành tích xuất sắc trong hoạt động Kaizen, bao gồm Boiler Support Post-Weld Heat Treatment, Boiler Panel Assembly Fabrication 1, HRSG Heat Assembly 2, HRSG Finning 1, MHS Mechanics Assembly 1 và FSD MM HRSG MHS Machine. Kaizen hay Kaizen là một cải tiến trong sản xuất có được thông qua hoạt động nhóm 3B Hoa Đông. Các Kaizen được đầu tư và hỗ trợ đúng mức, có thể giúp giảm hàng ngàn man hours, tăng chất lượng UTRT, giảm lead time và nâng cao an toàn lao động. Những Kaizen tiêu biểu được đánh giá xuất sắc lần này bao gồm: Kaizen là xử lý nhiệt một phần của N-cup header của tổ Boiler Support Post-Weld Heat Treatment, giúp tiết kiệm điện năng tương đương 5.000 USD và giảm 301 man-hour cho dự án Mông Dương 2. Kaizen lựa da vác mép trong và ngoài ống, đồng thời kết hợp mini crane để vác mép tấm panel của tổ Boiler Panel Assembly Fabrication 1, giảm 1.700 man-hour và 299 ngày sử dụng crane cho dự án Mông Dương 2. Kaizen máy mài header của tổ HRSG Hub Assembler 2 giảm 450 man hours trên một năm. Kaizen hệ thống chắn fin steel tự động của tổ HRSG Finning 1 giúp giảm 4.500 USD trên một năm. Kaizen máy bơm dầu điều khiển từ xa của tổ MHS Mechanics Assembly 1 giúp giảm 1.200 man hours khi ứng dụng cho 26 cẩu của dự án BSA. Kaizen hệ thống phanh cho máy finning của tổ FSD MM HRSG MHS Machine giúp giảm 1.100 man hours và tiết kiệm 2.400 USD trên năm. Trong quá trình gặp gỡ và trao đổi, Tổng Giám đốc Han Ha-ryu bày tỏ sự khâm phục trước những ý tưởng cải tiến xuất sắc của các tổ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động 3B Hoa Đông và Kaizen trong quá trình ổn định hóa sản xuất của công ty. Ông Kim Yong-su, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất cũng đưa ra những góp ý chân thành cho các tổ để hoàn thiện hơn nữa các Kaizen, không chỉ chú trọng năng suất, chi phí mà còn phải đảm bảo hai yếu tố an toàn và chất lượng. Các tổ cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm sát sao của Ban Giám đốc và hứa sẽ tiếp tục cải tiến sản xuất bằng các ý tưởng hay hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, góp phần nâng cao năng suất sản xuất và hoàn thành mục tiêu nâng cao lợi nhuận cho công ty. Chính thức bắt đầu từ tháng 4 năm 2009, hoạt động OE với cốt lõi là 3B Hoa Đông và OE Team đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới của Doosan Vina, mà đỉnh cao là thành tích đạt 100% năng suất sản xuất so với công ty mẹ vào cuối năm 2011. Dự kiến, lễ trao giải thưởng và công nhận thành tích cho các Kaizen xuất sắc này sẽ được tổ chức vào chiều ngày 29 tới. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan Desalination Technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan. As part of a group, you are responsible for reducing the risk of accidents or incidents occurring in your work environment.
Whether you are a new or experienced employee, you must always take safety seriously. A complacent attitude to workplace safety can lead to unnecessary accidents, injuries, and even fatalities. Potential hazards at work can be avoided by taking simple precautions. Safety is essential to your success and the success of your organization. This program covers risk assessment, housekeeping, slips, trips and falls, hazardous substances, electrical hazards, work equipment safety, personal protective equipment, noise, manual handling, fire, confined spaces, and outdoor work.